Xin chào cô bác anh các chị, hôm nay em giới thiệu mọi người đây là chai dung dịch rửa tay khô Dr. Pro Life. Loại dung tích 50ml, loại này rất là tiện mang theo bên mình, trẻ con, người lớn đều có thể dùng được. Vì nó ngắn nên là xịt rất là dễ, đặc biệt loại này nó có lắp đắp rất là chắc này. Đó, bảo vệ rất là chắc chắn. Đó, này. Đó, mình lắp như vậy là nó chặt này. Rồi mình mở ra. Đó, rất là sạch sẽ và mình cái đặc biệt cái này nữa loại là phun xương. Đó, phun xương như này. Mình có thể phun quần áo. Đó, ngoài rửa tay ra mình có thể phun quần áo, phun vào đầu tóc để cho nó sạch, khử kháng khuẩn, khử mùi. Đó, đảm bảo để tránh virus, đặc biệt là con virus corona hiện nay. Đó, bên em bán với giá thị trường rất là tốt, sản phẩm bên em có công bố đầy đủ của Bộ Y tế, chất lượng sản phẩm đảm bảo 100%. Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ giữa hợp tác giữa chương trình hợp tác giữa Trung tâm Phát triển Công nghệ Cao Viện Hàn lâm Khoa Công nghệ Việt Nam và Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm Cosna Việt Nam. Đó, sản phẩm có hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất 30/3/2020. Đó, xin chào cô bác anh chị, nếu cô bác anh chị có nhu cầu phân phối hoặc lấy số lượng lớn xin vui lòng gọi qua số điện thoại 0979792393. Em xin thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.